Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, Ngân vừa mới đưa ra một quyết định dứt khoát vào buổi chiều ngày hôm nay đối với bác sĩ Trần. Đó là câu chuyện dừng lại toàn bộ cái hồ sơ mà bác sĩ Trần đã làm để đưa hai em của Hùng sang bên này. Trong khi đó, Ngân cũng đưa ra một cái quyết định khác nữa. Đó là dừng mua lại cái căn nhà mà trước đó bác sĩ Trần đã dẫn dẫn Ngân, dẫn bà Dung và dẫn cậu Vũ Tiến Nam đến một cái căn nhà ở gần cách nhà Tuấn độ khoảng mấy km, ở gần cái chỗ cái bến tàu, ở bến tàu hỏa các bạn. Vâng, và đây là cái quyết định đưa ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Câu chuyện này là Ngân đã nói trực tiếp trong buổi chiều ngày hôm nay với bác sĩ Trần sau khi mà đã đưa Tiễn Đông Linh ra sân bay trở về Việt Nam. Và câu chuyện này như thế nào, bác sĩ Trần sẽ phản đối ra sao thì chúng ta sẽ lắng nghe trong phần sau của câu chuyện. Vâng, trước hết đi vào câu chuyện ngày hôm nay, Thuyết Trinh chia sẻ một lá thư của một bạn Quang đến từ Hưng Yên, bạn Quang 2217. Sau đây, Thuyết sẽ xin vào chia sẻ ngay, bởi thời gian trong video này Thuyết muốn tập trung trong cái câu chuyện và Ngân và bác sĩ Trần đã bất đồng nhau trong cái quan điểm. Ngân muốn dừng lại mọi cái kế hoạch của bác sĩ Trần. Chào anh Thuyết và mọi người. Hôm nay nghe Ngân nói ra những câu nghe quá đỉnh luôn. Nếu không có bác sĩ Trần cắt thuốc và chữa bệnh cho Ngân thì chưa chắc đã có bé Nhẫn ngày hôm nay là đúng. Và Ngân bảo nếu ai muốn báo cảnh sát cho bà Dung vào tù hay hại gia đình nhà Hùng thì ra khỏi nhà Ngân. Em hoàn toàn ủng hộ Ngân bởi vì bác sĩ Trần đã cứu được hai mạng người, đó là Ngân và bé Nhẫn. Thì Ngân mang ơn bác sĩ Trần là đúng, như lời dạy của bác Hồ, ăn quả nhớ người trồng cây. Việc nữa là Ngân đã bảo vệ bà Dung, tức là Ngân hiểu con cái phải biết kính trọng và biết ơn cha mẹ của mình, đó chính là bà Dung. Bà Dung tuy không phải là đẻ ra Ngân, nhưng bà là bà nội của bé Nhẫn, thì không khác gì bà Dung là mẹ chồng của Ngân. Mà Ngân nói như vậy là Ngân rất kính trọng và yêu thương bà Dung đấy. Đó là đức tính tốt, là phẩm chất đạo đức của mỗi người, mỗi con người đều phải có, nên nhiều người khác chưa có được, thì hãy nhìn vào hai điểm này của Ngân mà học tập. Có ơn thì phải nhớ và trả ơn. Không phải sống theo kiểu qua cầu rút ván, đó là hành động xấu xa. Còn em trách Ngân ở việc bác sĩ Trần có ơn thì Ngân trả ơn, nhưng có rất nhiều cách trả ơn khác nhau, không nhất thiết cứ phải lấy bác sĩ Trần làm chồng thì mới gọi là trả ơn. Ngân phải lựa chọn chồng làm sao cho đúng, xem ai là người thật sự mang hạnh phúc đến cho mình và ai sẽ là người nắm tay mình đi hết cuộc đời. Đó là cái chính thì Ngân lại chưa nhận ra. Còn việc có ơn thì Ngân phải trả ơn là đúng. Nhưng không phải vì có ơn mà bỏ qua cái tội là không được. Việc gì phải ra việc đấy. Nếu bác sĩ Trần có tội thì Ngân phải cắt đứt và tuyệt đối không ủng hộ và tiếp tay cho cái ác. Đó là điều mà Ngân cũng chưa nhận ra. Còn bà Dung lên xin lỗi bác sĩ Trần thì hay hơn. Bởi vì chuyện ông Linh bị bắt, theo em, do Ngọc Bích thì đúng hơn. Vì Ngọc Bích hôm cãi nhau với ông Linh đã nói rằng nếu ông không dừng lại thì tôi không bỏ qua đâu. Cả việc đập xe lửa, ông hãy đợi đấy. Đó là lý do em nhận xét khả năng là Ngọc Bích làm. Vậy thì bà Dung đánh bác sĩ Trần là sai đấy, mà lại còn đánh gãy cả răng và rách cả môi, máu me be bét. Thì bà Dung hãy nên xin lỗi bác sĩ Trần mới đúng. Chứ bà hành động như vậy là sai. Con người đạo đức sẽ đứng hàng đầu. Còn nếu bác sĩ Trần làm sai, có tội thì luật pháp sẽ trừng trị đích đáng và bác sĩ Trần phải gánh nghiệp và nhận quả báo. Còn bà Dung cũng nhiều tuổi rồi, lại đang có căn bệnh nguy hiểm thì mong bà hãy sống tốt và làm việc tốt để tạo phúc cho chính bản thân bà và để lại cho các con và các cháu của bà sau này. Đó là điều mà bà cần nên làm. Còn Đoàn Dư ơi, hãy mạnh mẽ lên nhé. Dũng khí của Đoàn Dư em rất cảm phục và ngưỡng mộ. Đoàn Dư hãy làm tốt khả năng của mình để làm bờ vai vững chắc cho Ngân tin tưởng, để Ngân gửi gắm cuộc đời của Ngân cho Đoàn Dư nhé. Nếu câu chuyện mà được như vậy thì Ngân sẽ có được tất cả mọi thứ, có cả hai bé Nhẫn và Quang, có cả tình yêu thương trọn vẹn của toàn thể mọi người đã dành cho Ngân, và câu chuyện tình này sẽ kết thúc có hậu.
Bình luận dài rồi, em xin chúc các nhân vật trong câu chuyện được bình an. Hãy bình tĩnh tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý. Em xin chúc toàn thể mọi người, mọi nhà mạnh khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc. Vâng, đây là toàn bộ lá thư của bạn Quang đến từ Hưng Yên. Xin cảm ơn bạn rất rất nhiều. Theo thuyết hiểu thì lá thư này chắc chắn sẽ được nhiều sự ủng hộ đến từ quý khán thính giả. Tuy nhiên nói thật với các bạn như này, Tuyết cũng không đồng tình trong cái vấn đề trước đây Ngân có nói rằng là ồ vì có bác sĩ Trần cho nên là Ngân mới khỏi được cái căn bệnh trầm cảm, và từ cái căn bệnh đó thì sẽ sinh được em bé, tức là bé Nhẫn. Còn nếu không có bác sĩ Trần thì lúc đó Ngân bị bệnh và sau đó Ngân có thể không sinh được em bé nữa. Lúc đó thì trên cuộc đời này có thể là không có Ngân và cũng không có luôn cả bé Nhẫn, đúng không ạ? Thì ở đây Thuyết cũng không đồng tình trong câu chuyện này. Các bạn phải biết như này, trên cuộc đời này cái việc bác sĩ Trần á, mà chữa bệnh cho Ngân đó là cái nhiệm vụ của bác sĩ Trần, nhà nước giao cho. Có nghĩa là sao? Bác ăn lương rồi thì bác phải việc việc bác làm là cái chuyện đó, không phải ơn nghĩa gì trong chuyện này. Nói không phải ơn nghĩa thì nó vừa hơi gọi là vô ơn, nhưng các bạn biết xem, ví dụ như bây giờ Ngân bị bệnh đúng không ạ, thì ví dụ không có bác sĩ Trần thì coi như là sẽ coi như là một bác sĩ tâm lý khác nữa thôi để chữa bệnh cho Ngân thôi, đầy đúng không ạ, đầy người là bác sĩ tâm lý và người ta cũng nhiệt tình. Ở bên này thì các bạn biết cái lương bác sĩ là cái lương cao nhất, không có cái lương nào cao bằng. Đấy, tổng thống thủ tướng không cao bằng. Đấy. Cái gì ngành bác sĩ à, ngành ví dụ như là cảnh sát này, ngành giáo viên này, giáo viên cả bác sĩ là lương cao nhưng mà giáo viên không ăn thua, giáo viên chỉ bằng 1/3 chưa 1/4 tiền của bác sĩ thôi. Thì ở đây các bạn biết rằng là khi mà lương đã trả cao như vậy thì cái công việc của họ làm rất là nhiệt tình. Đấy. Chỉ có ở Việt Nam lương thấp quá thì người ta mới tính đến cái chuyện lậu, đúng không ạ? Ở Việt Nam nghe nói lúc nào cũng nói lương là lậu, hai cái từ đó đi cùng với nhau. Mà lương Việt Nam thì đến mức độ như là người cao nhất chủ tịch nước rồi thì bí thư thì coi như cũng chưa đến được 20 triệu một tháng thì ăn cái gì? Thì ở đây là người ta ăn lậu thôi, tức là những cái phần lậu. Còn lương ở bên này thì họ cao lắm. Và khi họ lương cao rồi thì mới không có cái chuyện tham ô hối lộ, đúng không ạ? Bởi vì lương người ta quá cao rồi, cho nên là người ta không cần phải tham ô để hối lộ làm gì nữa. Cho nên là đây là các bạn nhìn ra cái vấn đề, lý do tại sao đất nước họ không có tham ô hối lộ. Cái chuyện này gọi là có thì chỉ là ít thôi. Và hầu như cái cơ bản là nó diễn ra ở những người châu Á nhiều. Châu Á nhiều hoặc là những cái người của các nước khác. Họ đến đây, họ nhập cư theo cái kiểu tạp lam ấy. Các bạn hình dung ra như là đất nước Hoa Kỳ, đất nước Mỹ, gọi là cái gì nhỉ? Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Có nghĩa là sao? Hợp chủng quốc có nghĩa là tất cả hầu như các dân tình ở trên thế giới họ xô đến đó. Có bao nhiêu dân tộc khác ở trên thế giới họ đến đó. Cho nên là họ sẽ tạp nham. Và Canada thì cũng gần như là như vậy. Thì ở các nước khác khi họ đến đây theo cái con đường tị nạn rất nhiều. Và chính những họ mang cái văn hóa của họ đến và cái trong đầu họ vẫn bị cái tư tưởng ăn hối lộ thế nọ thế kia. Trên ở đây ngay cả bác sĩ Trần cũng là vì cái chuyện đó thì cũng liên quan tới những người châu Á. Thì các bạn biết đó, nếu bác sĩ Trần không chữa bệnh cho Ngân thì cũng có một người khác là sẽ chữa bệnh cho Ngân. Đây các bạn thấy hiện tại đúng không ạ? Ví dụ như trường hợp của Phạm Hoa rồi trường hợp của Tám Trang, khi mà bác sĩ Trần như vậy thì người ta chuyển sang một bác sĩ tâm lý khác. Có nghĩa là sao? Người ta có quyền thay bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ tâm lý các bạn nhé. Bất kể ai cũng vậy thôi. Tôi thấy ông bác sĩ này không tốt, chẳng hạn như vậy, tôi không thích ông ấy. Bất kể vì lý do gì, tôi không tin tưởng ông này. Chuyển đi bác sĩ khác có cái gì đâu. Bởi vì cái quyền của người ta là như vậy. Trên ở vào cái thời điểm đó thì bác sĩ Trần xuất hiện và xuất hiện rất kịp thời. Có vẻ như bác sĩ Trần đã theo dõi câu chuyện từ trước rồi. Từ khi mà Ngân đi tuyển chồng, đấy là cái câu chuyện nó dùm beng lên. Các bạn biết rằng là khi mà một câu chuyện tuyển chồng trên mạng thì ai chả biết. Trên ở đây là bác sĩ Trần đã theo dõi Ngân và từ lúc đó và xuất hiện rất đúng lúc trong thời điểm mà Ngân, Hùng và Tám Trang ba người lúc đó là xảy ra những cái chuyện rắc rối. Lúc đó là Tám Trang quyên sinh, các bạn có nhớ không ạ? Và sinh viên Hùng thì cũng lúc đó là tai nạn. Đấy. Thì trong khi đó thì Ngân đứng giữa và Ngân cũng bị cái căn bệnh trầm cảm. Thì chính vào lúc đó bác sĩ Trần xuất hiện. Nếu không có bác sĩ Trần thì coi như là một bác sĩ khác sẽ xuất hiện thôi và cũng sẽ chữa được cho Ngân thôi, đúng không ạ? Bởi vì họ học trong cái nghề này
Và như vậy thì nói đơn giản là cái việc mà các bác sĩ chữa bệnh cho Ngân là nhiệm vụ, nhiệm vụ của một vị bác sĩ và ăn lương của nhà nước rồi thì phải có trách nhiệm chữa trị, thì làm sao mà phải mang ơn. Bây giờ các bạn đi bệnh viện ở Việt Nam, các bạn bỏ tiền ra bác sĩ chữa cho thì sau các bạn mang ơn họ à? Các bạn bỏ ra hàng trăm triệu ví dụ chữa một căn bệnh, người ta coi như chữa cho rồi thì coi như là tiền trao cháo múc đúng không ạ? Nhưng ở bên này thì coi như là bác sĩ thì ăn tiền của nhà nước chứ không phải là ăn tiền theo kiểu như bệnh bệnh nhân theo kiểu như vậy, thì coi như là ông ăn tiền của nhà nước là ông ăn lương rồi và trách nhiệm ông phải làm việc rồi, cũng không khác gì coi như là ông đi làm farm hôm nay là mỗi một ngày được 100 đô thì ông lĩnh tiền rồi, thì cái có cái chuyện gì mà người ta phải mang ơn ông nữa. Đây là theo cái cách nghĩ của thuyết. Cho nên là từ cái vấn đề Ngân man ơn á, bác sĩ Trần trong chuyện này là thuyết cũng hoàn toàn không đồng ý đâu. Ngân vẫn được khỏi bệnh và bé Nhẫn vẫn được sinh ra như thường nếu không có bác sĩ Trần. Bạn Quang coi như là áp dụng cái câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây ở chỗ này thì thuyết thấy nó chả đúng một tí nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì câu này chỉ áp dụng cho những trường hợp rằng là ồ không có người ta thì không có mình ngày hôm nay. Nó là như vậy đúng ạ. Trong khi đó ông bác sĩ Trần thì ăn tiền của nhà nước rồi, là nhiệm vụ của ông rồi, thì không thể áp dụng trong cái câu nói là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Còn cái chuyện mà Ngân xử sự với ông bà nội thì cái điều này nó là điều theo thuyết nghĩ nó hoàn toàn chính xác. Đơn giản thôi đúng không ạ? Không có bà Dung đẻ ra Hùng thì làm sao mà có bé Nhẫn được? Cho nên là trong chuyện này rõ ràng là Ngân phải cứu bà Dung, đó là đương nhiên. Giọt máu của mình mà, một giọt máu đào hơn ao nước rã đúng không ạ? Cho nên là trong chuyện này thì ở đây thì có một điều mà bạn Quang nói theo thuyết nghĩ là đúng. Có nghĩa là dù bác sĩ Trần là người coi như là có lỗi gì đi chăng nữa mà bà Dung đã oánh người ta chảy chảy máu mõm máu mồm. Thế xin lỗi là cứ hay nói nhầm. Cứ nói đến mồm của bác sĩ Trần là thuyết lại nói đến cái từ mõm. Và cái mũi thì lại nói đến cái từ thính. Thế mới lạ chứ này. Vâng, lại còn gãy một chiếc răng cửa nữa. Bên này đi đi làm răng đắt rất là đắt tiền các bạn. Tại sao hầu như tất cả những người nước ngoài đều chạy về Việt Nam làm răng? Nói thật với các bạn là chỉ trừ như này này. Nếu các bạn đang ăn tiền bệnh, ví dụ như là tám trang đấy các bạn, hoặc là như là Phạm Hoa đấy mà đang ăn tiền bệnh như vậy thì các bạn đi làm răng không mất một đồng nào hết. Nhà nước người ta sẽ bao. Tức là bạn ở bên này làm rất đắt tiền. Đấy, như chị Julie Chu đã nói là đi cờ lin răng, tức là đi đi gọi là lấy, như ở Việt Nam gọi là đi lấy cao răng, và trong thời gian vừa qua là thuyết đi lấy cao răng đấy các bạn, là hết 800 đô và thậm chí là hơn 1.000 đô đấy các bạn. Tại sao mà khách nước ngoài đều phải chạy về Việt Nam để làm răng? Lý do ở Việt Nam rất là rẻ đấy. Mà điều này thì điều nó là đương nhiên, các bạn xem ở Facebook thì coi như là hầu như 100 người thì 100 người hải ngoại chạy về Việt Nam làm răng, thì gãy một cái răng bên này không biết là bác sĩ Trần chắc là chưa có thời gian để đi làm, bởi vì nhiều tiền so với mọi người thôi, chứ còn một cái răng để nắp vào thì với bác sĩ Trần cũng không đáng bao nhiêu tiền đúng không ạ? Thì mình muốn nói rằng bà Dung lên xin lỗi bác sĩ Trần là đúng, bởi vì kiểu gì thì kiểu thì dù bác sĩ Trần có sai, sai thì luật pháp xử đúng không ạ, xử tội. Còn bác sĩ còn bà Dung mà oánh bác sĩ Trần như vậy là rõ ràng là mình sai rồi, thì mình có một lời xin lỗi. Nhưng tính cách của bà Dung là vậy đó. Ông thích thì ông báo cảnh sát đi cho tôi đi tù đi, ok, không vấn đề gì. Còn tôi là tôi không xin lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì chính ông là cái người đưa chồng tôi vào tù, chính ông là mưu lọ mưu kia đủ các kiểu trên đời đúng không ạ? Bởi bà Dung đã có cách nhìn rất là ok, có nghĩa nhìn qua cái sự vụ của Quân. Cứ bác sĩ Trần hứa với ai điều gì thì người đó phải cẩn thận. Hứa với Quân mua nhà cho Quân thì ngay lập tức coi như là Quân ra đi mãi mãi. Hứa coi như là với mẹ con Đông Nhi là mua nhà thì ông Ly là đứng tên là mua nhà thì vào tù. Cái gì với ông bác sĩ David James thì ông cũng bị gãy chân. Cho nên là trong trường hợp này bà Dung đã nhìn ra vấn đề và bà cho rằng là một cái kẻ mưu mô hại chồng hại con mình như vậy thì tại sao mà phải xin lỗi nó, đánh thế còn ít. Có những quý khán thính giả nói rằng ồ nếu mà tôi là bà Dung thì tôi cho bác sĩ Trần coi như là cái gì nhỉ, tôi sẽ coi như là moi hai cái pha của bác sĩ Trần. Hai cái pha ở đây là các bạn biết là cái gì không, là cái mắt đấy các bạn, cũng giống như ở trong tù ấy, bọn nó nói rằng là ồ moi pha nó ra. Đèn pha đấy,
Nó ví hai cái đèn pha là hai cái con mắt đấy. Cho nên ở đây là có bạn nói rằng là nếu mà trường hợp như bạn mà là bà Dung thì sẽ còn moi cả pha của bác sĩ Trần ra cơ. Chứ còn thì gãy một cái răng mới lại sứt một tí môi ăn thua gì. Vâng, tại sao mà trên thế giới người ta nói rằng là cái người Việt Nam và người Trung Quốc là hiếu chiến? Thì đúng thế các bạn ạ. Người Việt Nam ta đúng thật sự là so với các dân tộc khác trên thế giới thật sự là hiếu chiến. Thuyết chỉ thấy thua mỗi Trung Quốc thôi. Và những cái mấy nước ở Trung Đông, Trung Đông thì quá sợ các bạn. Trung Đông thì những cái đảo lọ đảo kia đấy, họ có như những cái biện pháp tầm chặt đầu và thứ rất là ghê rợn đúng không ạ? Cho nên ở đây thì riêng về nói về người Việt Nam so với các nước châu Á thì Thuyết thấy hơi bị rùng rợn. Chẳng hạn Thuyết đã đi xem người Campuchia này, người Lào này, nhất là người Thái Lan, cái thứ rất hiền lành so với người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta thấy choáng luôn. Trong một phần khác của lá thư của bạn Quang, bạn nó nói về ủng hộ Ngân lấy Đoàn Dư và khuyên Đoàn Dư sẽ mạnh mẽ lên. Thật sự là trong cái cách của Đoàn Dư là nói chung là Thuyết ủng hộ chỉ có 50% thôi. Có nghĩa trong câu chuyện mà nói thật các bạn này, trong câu chuyện mà không biết sự thật hay không, Đoàn Dư nói nắm trong tay với cái bằng chứng là nói thẳng ra đi là ông Trần với lại Ngọc Bích coi như là làm cỏ với nhau, vạch tóc bắt chới cho nhau, mà thậm chí là tóc trên tóc dưới là có bao nhiêu sợi coi như là đều đếm được hết rồi đấy. Tức là họ rất sâu xa với nhau và chúng ta nhìn thấy thậm chí là có thai với nhau đúng không ạ? Ngọc Bích có bầu thì rõ ràng là chuyện là bắt chấy tóc trên tóc dưới là sạch bách, có bao nhiêu cơ sợi nông tình nông ná là đều có thể đếm hết được rồi đúng không ạ? Cho nên là câu chuyện này nếu mà thật sự có bằng chứng thì Đoàn Dư phải trưng ra mới là đúng. Chứ còn quân tử cái kiểu như kiểu Đoàn Dư theo như Thuyết hiểu là quân tử dởm ấy, người ta gọi là dởm đời đấy. Làm sao phải thế? Bây giờ coi như bây giờ muốn lấy người ta làm vợ thì cái người vợ của mình phải để cho người ta biết tượng tận tường đúng không ạ? Chứ bây giờ coi như nhìn thấy người ta đang đi vào cái con đường cụt, rõ ràng rằng là hai chúng nó yêu nhau như vậy, chúng nó làm cái chuyện ở đằng sau lưng mình như vậy mà không để cho cái mình người mình yêu mình biết chuyện thì không hiểu là Đoàn Dư nghĩ cái gì. Quân tử theo kiểu chinh phục trái tim của Ngân theo cái kiểu như là bằng tài năng cái gì đó, Thuyết nghe rất là dởm đời. Cái chuyện đó hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bây giờ nó là coi như là ăn ngủ với nhau mà trong khi đó là giấu giếm Ngân thì cái chuyện đó mình phải vạch ra để cho Ngân biết đúng không ạ? Còn cái chuyện mình chiếm trái tim của Ngân riêng thì là mình đem khả năng của mình ra đi. Ồ, khả năng của mình là hát hay đàn giỏi này thì mình hát hay đàn giỏi đi và cái sự nhiệt tình đúng không ạ? Còn trong cái chuyện mà Đoàn Dư mà cư xử trong chuyện mà với Ngân trong thời gian qua mà vấn đề không sầm sập coi như là lao thẳng vào trung tâm thì Thuyết ủng hộ. Có nghĩa là sao? Bác sĩ Trần có thể là một phát là ăn ngay. Đấy, đi với Ngân một phát trong có mười mấy ngày các thứ thì coi như chén luôn đúng không ạ? Chén từ già tới trẻ, tức là bất chấp mọi thủ đoạn là chén luôn, ăn tạp, người ta gọi là ăn tạp. Nhưng với Đoàn Dư thì không, thì cái đoạn đó Thuyết ok. Bởi vì nếu anh thật sự yêu người ta và muốn chiếm được trái tim của người ta thì mình hãy phải từ từ. Và cái chuyện đó phải do cái tự nguyện, tức là có cái cảm xúc đến từ hai người thì chuyện đó nói mới hay. Chứ còn thì vì cái chuyện kiểu như là cái gì nhỉ? Cố tình để chiếm đoạt sau đó như là sự đã rồi thì cái đoạn đó là đoạn như là một cái âm mưu hèn hạ. Và Thuyết hy vọng rằng nếu Đoàn Dư đang nghe video này thì Đoàn Dư suy nghĩ lại cái câu chuyện đó đi, xem thật sự là Thuyết nói đúng hay không. Đấy, nếu là Thuyết đứng trong cái cương vị của Đoàn Dư thì Thuyết sẽ làm vậy. Ví dụ có bằng chứng những cái video đó đưa cho Ngân xem đúng không ạ? Để mình coi như là biết để cho Ngân né tránh ra. Ồ, một cái loại người như vậy thì làm sao lấy được cái loại người đó đúng không ạ? Bởi vì nói đang yêu mình rồi đi kết hôn với mình, chuẩn bị cưới mình làm vợ mà trong khi đó vẫn đi ngủ một cái người khác, trong khi đó thì coi như là cái câu chuyện mà tự nhiên Ngọc Bích chiếm được cái căn nhà đó mà đáng ra căn nhà đó của Đông Nhi thì cũng là đặt câu hỏi. Nếu mà vì cái đó tức là vì tiền thì rõ ràng tiền ở đâu ra, chả phải là số tiền 50 triệu đô của Ngân từ Thái mà ông ấy chiếm được hay sao? Chứ là phải đặt câu hỏi chứ. Tại sao hôm qua Thuyết nói rằng Ngân là thông minh đột xuất, lý do là vậy đó các bạn. Những cái điều như vậy không nghĩ ra thì rõ ràng là đụn điện rồi, lấy đâu ra là thông minh? Còn thông minh thì coi như là phải suy đoán được tất cả những cái tình huống là rõ ràng rằng là người ta đang có âm mưu như vậy với nhau và mục đích đến với mình chỉ là vì tiền thôi chứ không phải từ tình yêu thật sự đúng không ạ? Cho nên là trong chuyện này đáng ra Đoàn Dư phải coi như là bóc tẩy ra nó rõ ràng ra đấy.
Nhưng mà theo như thuyết nghĩ, đoàn dư cũng không có bằng chứng trong tay, bởi vì chẳng có cái cảnh sát nào mà họ đưa cho những cái băng như thế để cho đoàn dư cả. Trừ khi coi như là người đó là người thân của đoàn dư thì ok, đúng ạ. Ví dụ như là Thuyết của đoàn dư thân nhau mà Thuyết làm cảnh sát chẳng hạn và có những cái bằng chứng đó thì có thể tuồn cho đoàn dư. Chứ còn thì theo luật thì không bao giờ cảnh sát đưa cho đoàn dư hết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Ngân và bác sĩ Trần lại có một cái cuộc tranh luận nhau. Hay nói đúng hơn là Ngân đã suy nghĩ kỹ rồi và đã đưa ra quyết định. Ở đây cái có vẻ như là sau khi mà đưa bố chồng, ở đây gọi ông Linh là bố chồng cũng không đúng đúng không ạ? Đưa ông Linh, đưa ông nội của bé Nhẫn ra sân bay để trở về Việt Nam thì coi như là Ngân đã trở về và đưa ra ngay một cái quyết định. Ở đây theo như lời Ngân, theo như cái theo cái thông tin mà Thuyết biết á, chính ông Linh đã nói với Ngân rằng là hủy bỏ tất cả các chuyện mua nhà mua cửa đi và hủy bỏ trong cái chuyện mà đoàn tụ hai đứa con của ông Linh từ Việt Nam sang đi. Nó có hai lý do mà ông Linh đưa ra. Thứ nhất là tất cả những vấn đề này nó liên quan tới ông Trần, là ông Linh không muốn bất cứ cái chuyện gì liên quan tới ông Trần nữa. Đây là quan điểm của ông Linh. Mặc dù các bạn biết rằng là ông Linh là người rất là ok, các bạn thấy không? Nếu như một người mà giống như bà Dung ấy chẳng hạn, là ông Linh chắc chắn không chịu đựng được. Trong cái chuyện mà hôm nay mà bác sĩ Trần ra sân bay tiễn ông ấy về nước thì chắc chắn ông ấy sẽ chửi bác sĩ Trần đúng không ạ? Không đánh được thì có thể chửi, nhưng ông Linh lại rất nhã nhặn và có lẽ ông ấy đã rút ra bài học đúng không ạ? Đâu cần phải chửi bới, đâu cần phải đấm đá gì đâu, mà những cái câu nói rất là nhẹ nhàng nhưng nó vô cùng thâm nho, khiến cho đối phương có thể sẽ là đau đớn, sẽ là thấm. Khi mà ông Linh nói rằng nếu lúc nào mà bác sĩ Trần lấy vợ, có cái ngày vui hạnh phúc đó thì xin thông báo cho tôi để tôi có những lời chúc mừng nhé. Thì cái điều này cũng không khác gì là ông Linh đã xoáy bác sĩ Trần trong cái câu chuyện đó đúng không ạ? Bởi vì ở đây là ông Linh rõ ràng ám chỉ là lấy được Ngân thì hãy mời coi như là ông ấy vào trong câu chuyện này thì nói với bác sĩ Trần, nhưng rõ ràng Ngân đứng trước mặt thì cũng không khác gì nói với cả Ngân cả. Thì đây là một cách đối xử coi như rất tốt của ông Linh. Thì trong câu chuyện này có lẽ vì ông Linh góp ý với Ngân như vậy cho nên là Ngân đã đưa ra một cái quyết định rất là dứt khoát. Vào buổi chiều ngày hôm nay, trong cái lúc mà các bạn biết đó, khi mà bà Dung vừa coi như là cắt đứt cái tình nghĩa với ông Vũ Tiến Nam, tức là ông chú em chú họ của bên nhà ông Linh, thì Ngân đã đưa ra quyết định với bác sĩ Trần. Trong câu chuyện, Ngân đã nói với bác sĩ Trần hãy dừng lại cái câu chuyện mua nhà mua cửa là một. Cái vấn đề thứ hai là không có đoàn tụ cho hai đứa em của Hùng sang là hết. Là ở đây là Ngân nói theo hoàn toàn là toàn bộ theo cái cách của ông Linh đã góp ý. Thì ở đây không phải là sự thông minh của Ngân, mà ở đây là cái ý của ông Linh. Nhưng mà Ngân đã mạnh dạn nói lên được thì cũng là ok rồi, đúng không ạ? Còn nếu Ngân mà nghĩ được như vậy thì đúng là Ngân thông minh thật, tức là vứt cái phần đụn điện nó đi rồi. Khi mà Ngân đưa ra quyết định này thì bác sĩ Trần đã phản phản đối trong cái chuyện. Bác sĩ Trần muốn rằng là từ trước đến giờ em vẫn là một người rất là chín chắn. Khi đưa ra bất cứ quyết định gì thì em phải suy nghĩ rất là có thể là lâu thời gian. Và khi đưa ra quyết định thì thường thường sẽ không bao giờ rút lại cái suy nghĩ của mình. Em đã đưa ra cái quyết định vấn đề đó rồi và anh cũng đã hứa với tất cả mọi người, cả gia đình nhà Hùng và hứa cả em nữa là sẽ làm. Và khi anh đã hứa bất kể điều gì thì anh sẽ làm. Trong câu chuyện này mọi người có thể nghi ngờ anh là đưa ông Linh vào tù. Nhưng sự thật thì anh không cần phải giải thích mà anh muốn chứng minh. Chứng minh ở đây là bằng cái gì? Chứng minh ở đây là bằng hành động của mình. Có nghĩa là bác sĩ Trần nói rằng hãy để anh làm cái thủ tục để đoàn tụ hai đứa em của Hùng sang này để anh chứng minh cho bà Dung, ông Linh biết được rằng là anh không phải là kẻ đằng sau coi như là đưa ông Linh vào tù, và việc anh làm là anh vẫn cứ làm. Trong cái đó câu chuyện nhà cửa cũng vậy, tất cả cái chuyện này là một người nào đó có thể đứng tên cũng làm được, nhưng anh đã đứng ra một lời hứa thì hãy để cho anh trở thành người lớn. Chứ đừng làm một cái trò hề sẽ biến anh thành một đứa con nít, hoặc là sẽ biến anh thành một kẻ nói hai lời, lúc trước thì hứa hẹn nhưng cuối cùng thì lại coi như là quay xe, tức là thay đổi cái lời nói. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi mà bác sĩ Trần thanh minh và nói những lời này thì Ngân vẫn coi như là không có gì lay chuyển được ý của Ngân. Ngân nói rằng là em đã quyết định rồi và cái vấn đề này không có gì thay đổi. Vâng, liên quan tới câu chuyện này thì Thuyết cũng xin nói như này.
Cách đây khoảng 2 ngày Thuyết đã nói cái này với Ngân, riêng với Ngân. Tại sao? Bởi vì Thuyết đặt câu hỏi với Ngân, tại sao trong câu chuyện này thì nói thật rằng là kể cả anh cũng làm được, chứ không cần gì cứ phải bắt Dinh Trần. Cái quan trọng của nó là tiền, đúng không ạ? Ở đây thì ở đây, bây giờ Ngân, bản thân Ngân á, là không tham gia vào các hội nhóm ở trên Facebook, các hội nhóm ở Toronto, chẳng hạn như hội thích mua nhà ở trên Toronto cũng có nha các bạn. Tức là trong Facebook của các bạn tham gia tất cả các hội nhóm được, hội ăn uống này, hội mua nhà này, hội độc thân này, hội coi như là cái gì du học sinh này, đấy, hội định cư và hôn thê này, tất cả các vấn đề đều có trên Facebook. Và khi bạn tham gia nhóm sẽ có rất nhiều, và có rất nhiều luật sư ở đây. Chẳng hạn như trường hợp của luật sư Thủy Đặng chẳng hạn, nó cũng khá nổi tiếng ở khu vực Toronto. Tất cả những cái chuyện này Ngân đâu cần phải thông qua bác sĩ Trần đâu. Ngân chỉ cần coi như là thông qua một văn phòng luật sư khác. Ở đây Thuyết cũng làm được. Có một điều Thuyết không biết tiếng Anh thì Thuyết thông qua văn phòng luật sư là có thể làm được thôi, đúng không ạ? Đó, nó đơn giản như vậy. Hoặc ở đây cái người hiểu luật nhất và chẳng hạn như là đỡ bị người ta coi thường thì có thể thông qua Võ Ánh Khanh. Thì Võ Ánh Khanh là người rất hiểu luật, và cái thứ hai là ở đây Thuyết nói rằng là có cái sự coi như là góp ý của thầy giáo Tân. Ví dụ Võ Ánh Khanh không hiểu về vấn đề gì thì hỏi thầy giáo Tân sẽ ok. Ở đây là Khanh rõ ràng không muốn cho thầy giáo Tân tham gia vào những câu chuyện nó đang lu bu ở trong câu chuyện này. Đấy. Bởi vì cái theo như cách nghĩ của Khanh là thầy giáo Tân ở một cái đẳng cấp khác. Nói giản đơn là có những người tri thức, mà đặc biệt là những người tri thức ở đây là nó đúng nghĩa. Chứ còn thì sinh viên Hùng hoặc là bác sĩ Trần cũng là toàn tầng cỡ toàn tầng lớp tri thức, nhưng mà như bác sĩ Trần thì nó không đúng nghĩa một chút nào đấy. Và Võ Ánh Khanh không muốn cho con mình dính vào những cái chuyện này, nhưng có thể ví dụ như là Khanh làm những cái công việc gì đó thì có thể thầy giáo Tân hỗ trợ trong về vấn đề về liên quan những cái gì mà Khanh không hiểu biết. Cho nên là trong chuyện này thì cách đây khoảng 2 ngày thì Tuyết đã nói với Ngân trong chuyện này là tại sao em không nhờ Khanh mà phải thông qua bác sĩ Trần làm gì? Đấy. Thì ở đây Ngân cũng nói rằng là bởi vì em vẫn muốn là bác sĩ Trần làm một cái gì đó để chứng minh. Có rất nhiều cái sự nghi ngờ ở trong cái nhiều vấn đề, nhiều câu chuyện, nhưng mà vì không có đủ bằng chứng để chứng minh. Cho nên là em muốn bác sĩ Trần làm để chứng minh cho xem là thực sự là bác ấy, trong lòng bác ấy có đúng nghĩ là như vậy không? Cũng như ở đây là như là bà Dung đã nói trong câu chuyện ngày hôm nay đó, đúng không ạ? Nói khi mà nói về ông Vũ Tiến Nam đấy, bà Dung đã nói thẳng ra khi mà bác sĩ Trần hứa với em về điều gì thì ẩn chứa đằng sau câu chuyện đó toàn sự nguy hiểm. Chẳng hạn hứa mua nhà cho Quân thì Quân đột ngột chết, rồi hứa với nhà Đông Nhi mua nhà thì cũng bật một phát là ông Ly vào tù, đúng không ạ? Thì ở đây ý của Ngân muốn rằng bác sĩ Trần chứng minh cái điều đó, thì đến khi bây giờ nhờ bác sĩ Trần một cái thì ông Linh cũng bất ngờ vào tù. Cho nên ở đây là tại sao mà Ngân đưa ra cái quyết định như vậy? Thì tại sao hôm nay Ngân lại quyết định là để bác sĩ Trần dừng? Là chắc chắn là cũng do tất cả những cái câu chuyện đó xảy ra, và Ngân đưa đến một cái quyết định dứt khoát như vậy. Thì điều này theo Thuyết nghĩ cũng có thể chắc là bà Dung và Ngân cũng đã tâm sự với nhau như thế nào đó rồi. Ở đây nó có một cái điều lợi, có nghĩa là trong mấy ngày qua thì bà Dung và Ngân đã ở cùng một nhà, và bác sĩ Trần ở đó ban ngày thôi, còn buổi tối thì bác ấy lại lượn. Đấy. Buổi tối thì bác ấy tàu lượn rồi, và tàu lượn đi đâu về đâu thì có rất nhiều người nói rằng ồ đang về U21 đúng không ạ? Nhưng theo Thuyết nghĩ rằng thời điểm này chắc là bác sĩ Trần cũng không dám động đậy gì đâu. Lý do tại sao? Rất nhiều khả năng cao mà bác sĩ Trần bị bệnh, mà trong câu chuyện Thuyết gặp ở coi như là xem cái camera ở cái hiệu thuốc coi như là Hoa Đà đó thì khả năng cao là bác sĩ Trần bị bệnh. Bị bệnh thì chắc bây giờ không dám ngủ cùng Ngọc Bích nữa rồi, đúng không ạ? Có nhiều bạn nói rằng trong hôm trước nữa, khi mà bác sĩ Trần gọi điện về đêm thì Thuyết đã nghe một giọng nói phụ nữ hơi vọng vọng xa một chút. Có vẻ như bác sĩ Trần cách xa người đó một đoạn, nhưng Thuyết vẫn nghe tiếng người kia nói gì đó. Thì trong câu chuyện này các bạn, có một bạn đã góp ý với Thuyết nhưng mà Ngân không muốn làm chuyện đó. Ở đây có một bạn, Thuyết không nhớ tên, bạn ấy góp ý rằng anh Thuyết ơi, nếu mà anh muốn Ngân chứng minh rằng là bác sĩ Trần có ngủ với Ngọc Bích hay không thì đang đêm Ngân có thể gọi điện cho bác sĩ Trần là biết ngay là bác sĩ Trần đang ngủ với ai. Bởi vì lúc đó bác sĩ Trần bắt điện thoại thì ví dụ có Ngọc Bích ở bên sẽ có giọng nói của đàn bà con gái thế nọ kia.
Nhưng mà Thuyết nghĩ rằng cái mưu kế đó không thành công đâu. Lý do tại sao? Lý do bởi vì khi Ngân bật điện thoại một cái thì coi như có số điện thoại, cái tên nó hiện lên, chẳng hạn tên chữ Ngân hiện lên điện thoại cái thì bác sĩ Trần thứ nhất có nghe chăng nữa thì cũng bảo Ngọc ít là Ngọc Bích là im lặng, đúng không ạ? Nếu mà nghe điện thoại, còn nếu không thì người ta nghe làm gì? Người ta coi như người ta đang ngủ, người ta chẳng cần nghe. Thì kế sách đấy làm sao mà lọt qua mắt được của bác sĩ Trần? Chẳng qua hôm bác sĩ Trần gọi điện cho Thuyết chắc là quá chủ quan, và lúc đó thì coi như là bác sĩ đã đi ra một đoạn rồi. Đấy. Và nó chắc là nó không có tầm quan trọng như là của Ngân. Chứ còn thì Ngân bây giờ mà gọi điện mà bác sĩ Trần đang muốn lấy Ngân mà lại đang đi ăn vụng theo cái kiểu đằng sau như vậy, đúng không ạ? Thì rõ ràng người ta phải có cái kế sách rõ ràng. Vâng, bây giờ cũng liên quan tới câu chuyện này thì Thuyết xin đọc lời chia sẻ của bạn Kim Nga 6271 đến từ đất nước Mỹ. Bạn viết rằng: theo em nghĩ Hùng và bà Dung hãy bác bỏ chuyện não cáo già, đem hai em qua và mua nhà cửa nữa, và đừng bao giờ nhận lấy hay chấp nhận những gì của lão. Anh Quân một xu chưa nhận được về nhà lăn đùng ra chết, em của Hùng chưa qua và nhà chưa có thì cha của Hùng bị trục xuất về Việt Nam. Lão làm dùm beng cả lên vì não ta đang tức giận Ngân, đang chuyển hướng, không muốn lấy não ta nữa. Nên kể từ giờ phút này, não ta sẽ quay mặt với Ngân là trả thù Ngân đó anh Thuyết ạ. Lên chuyện ông Ly bị vào tù và ông Linh bị trục xuất về Việt Nam, đây là những màn kịch cảnh báo. Lên Ngân và mọi người hãy rất thận trọng nhé. Không chừng ông ta bỏ thuốc độc pha chế rồi đưa cho Tào Hoa đem tới nhà Ngân để hãm hại cả nhà đó. Nên nói với Ngân tốt hơn không mời Tào Hoa về nhà Ngân, giống như chuyện 5 người Việt Nam bị giết chết ở Thái Lan đó. Nguyệt và anh Đoàn Dư phải dè phòng và đặt camera trong nhà nhé. Vâng, xin cảm ơn bạn Kim Nga. Ở đây thì nói thật là camera đã có rồi. Vấn đề là khi người ta ấy muốn coi như cùng nhau đi vào coi như nghĩa địa thì người ta mới làm chuyện đó thôi. Cũng như câu chuyện ở bên Thái Lan, tức là 16, 7 người Việt Nam đúng không ạ? Thì cái người bị nợ này hình như là nợ không biết là bao nhiêu tiền đó đúng không ạ? Tính vào không biết là bao nhiêu tiền của Việt Nam đó, thì coi như người ta cùng coi như là đi 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 gặp Diêm Vương luôn, tức là tất cả cùng uống nước trà và người ta cũng uống luôn, có nghĩa người ta chấp nhận cùng chết. Thì ở đây Tào Hoa có dám như vậy không ạ? Đó, ở đây chắc chắn là không bao giờ dám. Những cái người tham tiền như vậy thì làm sao mà dám. Cho nên là kể cả bây giờ ông Trần bảo Tào Hoa bảo ôi cầm thuốc mà mang vào bỏ vào trong đó, thì ngay cả bỏ vào và Tào Hoa không ăn không uống thì Tào Hoa cũng không dám luôn, theo thuyết nghĩa là như vậy. Bởi vì khi xảy ra chuyện thì Tào Hoa bị tóm cổ ngay lập tức đúng không ạ? Cho nên là trong chuyện này thì theo tôi nghĩ là không dám luôn đấy, không phải là chủ quan đâu, nhưng thực sự là ông Trần không đến mức độ ngu dốt như vậy. Có nghĩa người ta làm cái việc gì đó hại người, nhưng người ta phải là trắng, tức là cảnh sát có vào cuộc thì người ta cũng sẽ ung dung tự tại ở bên ngoài, người ta sẽ đi theo cái hướng đó, chứ không bao giờ người ta coi như là chấp nhận cùng coi như là đi gặp nhau, đi gặp Diêm Vương cùng một lúc đâu. Trong khi đó thì bạn Vệ Hoàng cũng nói cái nội dung giống như bạn Kim Nga. Bạn Vệ Hoàng cho rằng Trần thân độc vô cùng, trong khi mồm nói mua nhà và giúp đưa hai em Hùng sang Canada thì đầu Trần đã nghĩ ra cách để không phải làm gì là tống ông Ninh vào tù. Thế là tất cả ước mơ của gia đình ông Ninh trở thành mây khói trong tầm tay của Trần. Biết đâu có thể ông Ninh về Việt Nam lại hay hơn cũng lên. Vâng thưa quý vị, trước mắt thì Ngân đã đưa ra quyết định đó. Không biết rằng là Ngân đã bàn bạc với bà Dung hay là với sinh viên Hùng chưa? Theo thuyết nghĩ trong chuyện này vẫn còn có những cái uẩn khúc khác, bởi vì Ngân là một người ít khi đưa ra những cái quyết định rất là nhanh gọn như vậy. Thuyết hiểu cái tính cách của Ngân, có nghĩa làm cái gì là phải từ 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 trong một thời gian đợi chờ cái kiểu như vậy. Đấy, các bạn thấy xem cái cuộc tình nó kéo dài lu bu đau khổ nhiều như vậy, thời điểm mà Ngân và Tám Trang như vậy, nhưng Ngân vẫn không đưa ra cái quyết định dứt khoát, đến mức độ cả nửa năm, hơn nửa năm trời Ngân mới có thể làm được cái chuyện đó. Thì các bạn biết rằng là Ngân cái tính quyết định là không dứt khoát được được ngay đâu. Cho nên là trong chuyện này thuyết nghĩ rằng chắc Ngân có một vấn đề gì đó, chẳng hạn như là Khanh đã nói chuyện với Ngân là tôi đứng ra mua nhà, hoặc là Hùng bảo rằng ồ không đưa hai em sang đây sang nữa, hoặc là đưa hai em sang nhưng mà nhờ người khác, nhờ một văn phòng luật sư hay gì gì đó, và tiền ở đây là Ngân bỏ ra chẳng hạn, như vậy thì Ngân mới dám đưa ra một quyết định nhanh và dứt khoát như vậy. Vâng,
Nếu có như thế nào thêm một thông tin trong câu chuyện này thì Thuyết sẽ xin thông báo sau cái thông tin đó vào cái video cuối cùng ngày hôm nay hoặc là trong một vài ngày tới các bạn nhé. Vâng, video thứ ba trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.